Chào các bạn, mình là Vương từ bên dịch Collector, hiện nay giúp các bạn có sản phẩm đó chính là TX Zaya 1000 Drive và hai key đi kèm đó chính là Amazing Tacosus và Awaiting Arsenal. Điều tiên ta sẽ cùng tìm hiểu về lý do chiếc kèo ra đời. Thì đây là sản phẩm do công ty Zaya chi nhánh Nhật Bản phát hành do công ty Amatsugai đến được. Thì chiếc kèo và key này sinh ra để có thể lựa chọn lại với cả 01 và công ty đi này của chủ tịch Auto. Thì đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về bell. Bell thiết kế khá là nhỏ so với một người trưởng thành như tôi và một số người khác. Nhưng đổi lại nó cực kỳ nặng, có thể sánh ngang với cả chiếc Hiden 01 rồi. Bạn thấy rằng về chiều dài thì con Thompson này có thể thua, nhưng còn về bề rộng thì con Thompson này chắc cả cặp tay là thắng luôn. Công tắc nằm ở phía đằng sau, mở lên ta sẽ có dòng đọc Thompson. Phần màu sắc thì chiếc beo nổi bật với màu sáng, cùng điểm thêm vài chi tiết bằng gỗ và tính sinh metallic rất đẹp ở đây. Phần mặt này có thể được mở ra tùy hình chỉnh. Tiếp theo ta sẽ cùng tìm hiểu về hai key, đó chính là Awaiting Arsenal và Amazing Tacosus. Thì về Awaiting Arsenal thì đây là chiếc key chứa sức mạnh của loài động vật hai sừng đầu tổ tiên của đế gia tên Arsenal. Thì nó cho người dùng khả năng tiến hóa vượt bậc. Đây thì hiệu quả thai của nó là Zetsumetsu Evolution, cho người dùng chỉ cần gai vượt qua sức mạnh của tất cả các loại magia. Tiếp theo ta sẽ cùng đến với Amazing Tacosus Awaiting Rip Home. Thì chiếc key này được thiết kế hệ thống với tay phải bất cứ driver nào. Về mặt trước ta thể hình thấy của con bọ Tacosus và một phần mặt của Thompson. Chiếc key này thích hợp cơ chế lò xo, khi thở ấm vào nút nó sẽ bật ra để lộ mặt bên trong. Bước đầu tiên là sẽ có RBT và nó là Rick Horn. Tiếp theo là chúng ta Amazing Horn, Thompson Horn. Nó là về phần sao sẽ tránh với cả những chiếc key cùng thời là Sting Hook, thì ta thấy rằng con này to hơn hẳn vì nó phần nhô lên đằng sau dùng để tấn công. Chiếc driver thì hiện diện theo ta cùng với khá bác hệ sinh. Đầu tiên ta cảm chiếc áo vận tinh Arsino của bên tay trái. Khi mình sẽ đọc Zetsumetsu Evolution như là key còn tay phải nhớ ô to hệ sinh. Khi nó lấy sừng tự hợp lại, chiến binh của Hoàng Kim Thompson được sinh ra. Đó chính là câu trích dẫn cho chiếc beo này. Và câu đó câu cuối khá là hay, đó chính là Presented by Zaya. Bên ngoài chiếc beo trông cực kỳ cân đối với hai phần nhô lên như này. Đến khi hoạt chưa rất sát, ta đẩy một lần nữa. Điểm khác biệt giữa chiếc Thompson này và con Zulubang là âm đọc chữ tiếng Pháp nó sẽ chậm hơn trước khi lên vô quan 1 đến 2 giây. Theo ta sẽ cùng đến với chế độ thứ hai, chế độ Rest Ride. Bằng cách nào chiếc cái concept của IT ra nhưng mà vẫn có lại bên Arsenal. Chúc bạn kỳ. Nếu bạn hiểu chế độ này, Thompson được bọc trên người mình bằng những bộ phận gì đó, tôi nghi là của ạ. Để chế độ này ra không sử dụng chế độ sát. Tiếp theo, ta sẽ cùng đến với chiếc thang cắm kỹ khác và nó sẽ như thế nào. Đầu tiên, ta sẽ cắm Arsenal bên tay trái. Nếu cắm cái này thì khi mình sẽ ấn lỗi lấy ra đường kia bất kỳ scan. Nếu là không scan thì nó sẽ không ra được âm hình chim một kỳ hoặc sau đó. Khi
Indonesia, Bob. Các bạn có thể liên tưởng vì sao chiếc Thompson Driver này nó lại là âm của Brass mà không phải là Perfect Rise hay là gì cả, vì đơn giản công ty Hidden Zero One Driver ấy thuộc về Amatsugai nên là hắn ta phải làm bất kỳ gì với cả chiếc kèo của hắn, ví dụ như độc quyền sản phẩm Green chẳng hạn. Điểm khác biệt giữa những chiếc key như này và con key của tờ khoảng 1K thì bạn thấy rằng trên key của 1K là chiếc cam có xuất có một cái lỗ, khi cắm vào nó sẽ không bị vướng một part clear bên trong cái bell và nhận diện đó key 1K. Còn key của The Rider khác thì nó sẽ không có phần đấy và sẽ ngược khoảng như này, và đặc biệt khi ta dùng key khác nó sẽ không hiển thị khoảng cách rất xa. Nó là shooting tên hiệu ông Bruce Price là hệ sinh mạng động tương tự với cả chiếc Rider này tạo ra một chiếc show về trên chiếc Rider khác của cùng series như là chiếc Hidden Zero One Driver. Bên ngoài tôi gọi là kia là trạng thái authorized, ta gọi là scaling này. Đó là ở bên xin nó tương tự như bên này. Còn thằng Zaya là vui mức là đấy để đẹp. Tiếp theo đó thì ta sẽ cùng đến với một phiên bản nữa, đó chính là Henshin mà không có chiếc Asino này như nào. Bạn thấy rằng trên lúc sẽ đọc ông một cuộc Price và kiểu ra đó là ông Henshin, còn nếu ta cũng gọi team nó có xem là ABT, nó ta có xuất ABT. Như tôi cá nhân tôi thấy ABT thông thẳng dù chiếc kia như này âm nó kiểu nghe máy móc hơn. Còn khi mà Henshin mà tóc này mà ta cắm chiếc thêm Asino vào thì vẫn sẽ không hề để chiếc xăng mấy, chiếc xăng nó vẫn sẽ là Thousand Break không phải Destruction. Còn nếu như bạn không kích hoạt Asino mà muốn chơi với những kia khác thì ta sẽ có âm lộ. Kể khi bạn có scan như này thấy nó là em rồi. À, đây là khi bạn cắm vào nó là error thì đơn giản là chiếc này nó sẽ nhận diện từ trước, nhưng bạn cắm vào sau nó sẽ không nhận diện đâu. Thì đánh giá của mình có một sản phẩm của này khá là độc lạ với cách chơi, vì họ phải sử dụng đến tận 2 key để có thể lên xin thành thao sở hoàn thiện. Yes, hoàn thiện phải lúc nào khoảng 1000%. Thì 2 chiếc key này thiết kế khá là độc lạ. Mình khá thích thiết kế của chiếc cao cấp này. Về phần âm thanh thì nó khá là bắt tai, nhất là chiếc key này nó có tận 3-4 âm ABT. Nhưng mà phần nhược điểm thì phần mạng của độ này nó cực kỳ dễ chảy. Yes, này cũng dễ chảy. Và khi mà bạn kích hoạt key mà không có gì cả bạn đọc xuống xe auto ride này được tầm khoảng 30 giây cho nên không cứ tắt đi. Về phần bell thì phần bằng gold này nó cũng chảy không kém gì cái con này. Mình ắt bị chảy một số chỗ rồi nên là bạn có thể thao tác nhẹ tay khi mà đóng mặt này vào. Đó tất cả những gì mình về sản phẩm này thì các bạn có kỳ vọng.